Dạ thưa sư, con đã từng đọc truyện tên Vị Phật và Thằng Ăn Mày. Cụ thể là có một thằng ăn mày luôn ghen tị với Phật trong chùa kia vì nghĩ là ông không làm gì cả. Đây có vẻ là chuyện từ nhánh Phật nhỏ. Thế là sư không biết cái nhánh Phật nhỏ có gì là nhánh gì nghe. Thế là một hôm ông ăn mày mới đến nói chuyện và được ông Phật cho thế chỗ một ngày, nhưng với điều kiện là không được phản ứng với bất cứ hoàn cảnh nào dù thế nào. Trong thời gian ông ăn mày ngồi thế ông Phật, ngồi ở chỗ ông Phật ngồi, đầu tiên ông gặp một ông phú ông nhà giàu đến xin để có được đức nhẫn, là nhẫn nại đó. Và lúc ông phú ông đi ra thì đánh rớt cái bóp. Ông ăn mày lúc này không nhịn được, liền nhắc phú ông vụ cái bóp. Tiếp theo là ông ăn mày đến xin tiền chữa bệnh, rồi một ông ngư dân đến xin đi đường được bình an. Đến cuối ngày, ông Phật mới nói cho ông ăn mày biết là nếu ông để yên cho phú ông rớt cái ví thì ông ăn mày kia đã có tiền. Sau đó, lúc ông phú ông quay lại tìm bóp thì gặp ông ngư dân và hiểu lầm khiến cãi vã đánh nhau. Ông phú ông thì được đi tù để luyện nhẫn, còn ngư dân thì đi viện không phải ra khơi nên không bị đánh đắm tàu. Chuyện sơ là vậy. Lúc sau này kiến thức với trí con được lúc khai mở vừa đủ, gần lúc mới đầu gặp video của sư Hạnh Tuệ thì con thấy chuyện này đúng là có nhiều vấn đề. Nhưng đúng là cái bài học mọi sự an bày hay gì đó trong chuyện này là đúng là cuốn hút thật. Con muốn hỏi sư nghĩ sao về chuyện này, có thực sự có bài học gì không hay là vớ vẩn hết? Thì sư chỉ có thể nói là toàn bộ câu chuyện này là vớ vẩn hết, không có một chỗ nào là nó đúng hết trơn. Rất hiếm câu chuyện mà sư thấy nó sai 100%. Quý vị biết không? Câu chuyện nó sai 100% luôn, chứ không phải là sai chỉ có 50% hay là 30% hay 60%, mà sai 100%, tức là không có cái nào đúng. Thứ nhất là để coi, cái vụ là đến thưa với Phật, gọi là lên ganh tị với Phật, tới thưa với Phật để Phật đổi chỗ cho một ngày. Thứ nhất là Đức Thế Tôn ngài đã niết bàn rồi thì lấy đâu ra mà làm cái chuyện đó. Cái thứ hai là Đức Thế Tôn nếu ngài có đi chăng nữa thì ngài cũng không bao giờ làm cái chuyện như vậy. Tức là thôi bây giờ ông muốn làm Phật cho ông lên làm một ngày, không bao giờ Đức Thế Tôn làm cái chuyện đó. Mà trong Tăng Chi, ngài Đức Đức Phật có nói có hai hạng người này các tỷ kheo, là hạng phỉ báng Như Lai và hạng không phỉ báng Như Lai. Thế nào là hạng phỉ báng Như Lai? Là những gì Như Lai có nói có thuyết thì nói, có gọi là có nói có làm thì nói là Như Lai không nói không làm. Những gì Như Lai không nói không làm thì nói là Như Lai có nói có làm. Thì đây là điển hình của một việc phỉ báng Đức Thế Tôn. Tức là ngài không hề nói, ngài không hề làm như vậy mà mình chế ra một câu chuyện để mình nói là Phật có nói như vậy và Phật có làm như vậy, là nó phỉ báng Thế Tôn là chuyện đầu tiên, cái sai đầu tiên. Cái sai thứ hai á là cái tà kiến về thuyết định mệnh. Đây là một thứ tà kiến, tức là mọi sự an bài hết rồi, anh cứ vậy mà anh để yên, anh đừng
Để quý vị để ý câu chuyện này, tức là anh cứ như vậy, anh đừng can thiệp gì hết, là mọi việc đều ân trên họ an bài hết rồi. Đây là một thứ tạp chí. Mà mọi chúng sanh á, phải chịu trách nhiệm với nghiệp và quả của nghiệp của mình. Chứ không có cái chuyện là anh cứ để yên như vậy, anh đừng làm gì hết, tự nhiên là có ơn trên họ an bài, cái thuyết định mệnh. Đó là một thứ tạp chí. Đây là cái sai nghiêm trọng. Tức là câu chuyện này mình vướng hai cái sai nghiêm trọng rồi đó nha. Một cái sai thứ nghiêm trọng thứ ba, đó là một cái quả lành không thể thành tựu dựa trên ác nghiệp. Quả lành không thể thành tựu dựa trên ác nghiệp. Cái ông cái gọi là ông Phú ông muốn được nhẫn nại, cho ông vô tù để ông nhẫn nại, mà cái nguyên nhân là do ông đánh đánh nhau và hiểu nhầm. Rõ ràng cái chuyện ông làm là ác nghiệp, mà ông lại được gọi là được như mong muốn thì chuyện đó không đúng. Nó sai nhân quả. Cái thứ hai là cái anh mà anh xin chữa bệnh, tự nhiên ảnh nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi, ảnh phạm tội trộm cắp. Mà như vậy mà mình nói là ảnh được như ý, là cái quả như ý mà do cái nhân trộm cắp, là chuyện đó không thể xảy ra. Cái thứ ba là cái anh mà đi đi biển, ảnh mong được bình an, mà ảnh được bình an là bởi vì ảnh đánh nhau với người khác, thì cũng là cái chuyện là được quả như ý, mà vì do làm ác nghiệp thì rõ ràng cái này là một cái chuyện là không hiểu nhân quả, hiểu sai nhân quả hoàn toàn. Cho nên sư nói là rất hiếm một cái câu chuyện nào mà sư thấy nó sai 100%, nó không đúng một chỗ nào hết trơn. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.